Tức là có nhiều người nói phim xưa hay hơn bây giờ. Thì bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng đi tìm phim xưa tôi xem lại, kể cả những cái phim của ba tôi, tức là những cái phim nổi tiếng. Có một thời kỳ lúc đó mình xem phim, thật ra mình không có quan niệm phim hay hay phim dở, mà có phim xem là đã vui lắm rồi. Và bây giờ chúng ta bị cạnh tranh nhiều hơn ngày xưa. Hiện nay chúng ta thấy rõ ràng là điện ảnh Việt Nam, ngay cả phát hành nó, ở trên sân nhà chúng ta cũng đang bị lép vế. Lép vế bằng nhiều thứ. Bởi vì chúng ta thấy rằng á, chúng ta nói phim Mỹ, thật ra phim Mỹ phim dở rất là nhiều. Những tất cả những cái phim thế giới mà có mặt ở thị trường khác của cái nước đó là những phim đã được chọn lọc, nhà phát hành họ chọn lọc. Tất cả những cái phim mà Việt Nam đang chiếu của Hollywood là những phim hàng đầu của Hollywood, ít nhất về về mặt thị trường. Chúng ta đang cạnh tranh với cái ngoại hàng đầu thế giới, giá vé bằng nhau. Duyệt phim có khi phim Việt Nam còn khó hơn phim nước ngoài. Thật sự nếu mà mình coi có những cái bộ phim nước